Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử, sự nghiệp của nghệ sĩ Tấn Bell. Tấn Bell là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài, diễn viên kịch nói và diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Khởi đầu sự nghiệp với sân khấu cải lương và tuồng cổ từ khi còn khá nhỏ 11 tuổi, nhưng Tấn Bell lại sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài của mình. Năm 1990, anh chính thức chọn hài kịch làm bộ môn nghệ thuật chính và lần lượt tham gia một số nhóm hài như Mỹ Chi, nhóm hài Kim Ngọc. Tấn Bell để lại ấn tượng với khán giả bằng nhiều vở diễn như Vì Sao Lên Chùa, Tình Lương, Sơn Bá, Dòng Vàng, Mơ Làm Ca Sĩ, Năm Nổ Về Làng. Tiểu sử nghệ sĩ Tấn Bell. Tấn Bell, tên thật là Lê Tấn Danh, sinh năm 1970 tại Sài Gòn, Việt Nam, là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài, diễn viên kịch nói và diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Tấn Bell được sinh và lớn lên trong một gia đình có nhiều truyền thống về nghệ thuật. Cha anh là nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài, là người nổi tiếng một thời với biệt danh là Hoàng đế đĩa nhựa. Mẹ của anh là nghệ sĩ Như Ngọc, cô chuyên đóng vai Đào Lãng Lơ nổi tiếng ở trên sân khấu vào trong thập niên 60. Tấn Bell từng đoạt khá nhiều giải thưởng như diễn viên hài xuất sắc nhất Gala Cười 2003, danh hài được yêu thích nhất 2004, Mai Vàng 2003. Anh và người em dục của mình, nghệ sĩ Tấn Bo là hai thành viên của nhóm hài Tấn Bell Tấn Bo. Năm 2009, nhóm đã phát hành album hài kịch ca nhạc đầu tiên mang tên Tình Lương Sơn Bá. Tiểu sử, sự nghiệp của nghệ sĩ Tấn Bell. Năm 1977, đoàn hát của gia đình anh được giao lại cho Sở Văn hóa thành phố quản lý. Tấn Bell theo cha mẹ tới đoàn cải lương Bến Tre, sau đó là đoàn Sông Hậu. Năm 1981, khi mới 11 tuổi, Tấn Bell được giao cho vai diễn đầu tiên trong đời, vai Tấn Lực trong vở Tuồng Phạm Công Quốc Hoa. Một thời gian sau, Tấn Bell chuyển sang đoàn Văn Công An Giang, rồi sau đó là đoàn Kim Thanh biểu diễn và trở thành diễn viên hài chính của cả hai đoàn này. Với đoàn Kim Thanh, Tấn Bell được coi như là một cái tên để bán vé của đoàn trong suốt các chuyến lưu diễn ở miền Trung và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1992, sau hơn 10 năm đi diễn cùng các đoàn hát tại đồng bằng sông Cửu Long, Tấn Bell trở về biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh gia nhập và trở thành diễn viên hài chính của đoàn Văn Công thành phố Hồ Chí Minh, cùng trong đoàn là những diễn viên đang rất được ái mộ như Diệp Lan, Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh. Thời gian này, anh để lại ấn tượng với khán giả bằng vai Xiên trong vở Tuồng Bàn Thờ Tổ, vở Truyền Thuyết Tình Yêu, Một Chuyện Tình Buồn cùng một số vở thuộc thể loại tuồng cổ, tuồng tàu. Tuy nhiên, một thời gian sau, đoàn hát này không còn tiếp tục hoạt động. Năm 1996, cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Tấn Bell và Tấn Bo cùng nữ diễn viên hài Mỹ Chi đã thành lập một nhóm hài mang tên Mỹ Chi với những tiểu phẩm thành công như Cái Ban Thời Đại, Mơ Làm Ca Sĩ, Bà Bầu Liều Mạng. Nhóm được khá nhiều khán giả cả trong và ngoài nước yêu thích và được mệnh danh là Tam Kiếm Hợp Bích. Sau nhóm Mỹ Chi, Tấn Bell còn gia nhập nhóm hài Kim Ngọc và sân khấu kịch Sài Gòn. Năm 1998, Tấn Bell cùng người em dục Tấn Bo lập thành một nhóm hài riêng mang tên Tấn Bell Tấn Bo. Năm 2003, chương trình Gala Cười do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, lần đầu tiên được ra mắt công chúng. Trong những số đầu tiên được thực hiện tại khu vực phía Nam, Tấn Bell và Tấn Bo đã góp mặt bằng tiểu phẩm hài Vì Sao Lên Chùa. Vở diễn nói về một người thanh niên Tấn Bell vì mê cờ bạc mà phải lên chùa bán nhang để kiếm sống, đồng thời cũng là để tránh mặt người thân. Tuy nhiên, nhờ người bạn thân, Tấn Bo khuyên giải, người kia cũng nhận ra được giá trị của gia đình và bạn bè và cuối cùng chấp nhận làm lại từ đầu. Trong lễ trao giải Gala Cười 2003, Tấn Bell đã đoạt giải diễn viên, nhóm hài xuất sắc nhất với tiểu phẩm Vì Sao Lên Chùa. Sau đó, cũng với vở diễn này, Tấn Bell đã giành giải nam diễn viên hài xuất sắc nhất trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 9. Năm 2004, trong cuộc thi Nụ Cười Vàng, nhóm hài Tấn Bell Tấn Bo đã đoạt danh hiệu là một trong 10 nhóm hài được yêu thích nhất. Đây là cuộc thi do Sở Văn hóa, Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sân khấu và Báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để tìm những gương mặt hài và nhóm hài thành công nhất. Tham dự cuộc thi còn có các diễn viên hài tên tuổi như Hồng Vân, Hoài Linh, Bảo Trung. Ngày 1 tháng 1 2009, nhóm hài Tấn Bell, Tấn Bo cho ra mắt album hài kịch ca nhạc đầu tiên. Sau nhiều năm biểu diễn, album được chia làm hai phần, bao gồm các tiểu phẩm ăn khách của nhóm và một số bài hát do Tấn Bell trình bày. Ngoài lĩnh vực sân khấu, Tấn Bell còn tham gia vào một số bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, như vai người chồng mang bầu trong phim Đàn Ông Có Bầu, vai Đông Tà trong phim Võ Lâm Truyền Kỳ, vai Hùng Sửa Xe trong phim truyền hình Mùi Ngò Gai. Năm 2010, tại lễ trao giải HTV Award lần thứ 4, với hơn 10.000 phiếu bình chọn từ khán giả, Tấn Bell đã giành được giải nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất với vai anh người ở tên Quân trong bộ phim Tình Án.
Tháng 7 năm 2010, Tấn Bell lần đầu tiên được giao đảm nhiệm một vai chính trong bộ phim truyền hình dài 30 tập mang tên 30 ngày làm cha, phim do hãng phim tư nhân Laser và đạo diễn Nguyễn Dương, người từng thành công với bộ phim Cổng Mặt Trời hợp tác sản xuất. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.